COVID. Hả? Có bánh lạnh hay là nóng? Nè. Đấy, cảm tưởng của ông thế nào, thấy các cháu thế nào? Ngoan quá, quá. Không có biết đi nhà trẻ chỗ nào đâu. Ông có thấy ông ăn Tết không có về. Vô tư. Bảo ở hơn 3 tháng nữa, hạnh tới không quan trọng. Nói gì với con gái không? Lê Văn Anh chuẩn bị xem đây. Tóc ở dốc rồi, đen quá. Đâu, lượm đây này, bạc trắng này. Mua gì đôi giày, đôi tông. Ừ. Tông Thái. Ông mua dép cho con đẹp lắm con ạ. Đấy, cho cái này lên kéo một phát là được ngay. Nãy gọi cho Tina rồi. Tina tiệm nó mang con đến 3 giờ. Mua giày dép cho con Tina. Cháu đi ra nhà trẻ. Đi nhá. Hôm nay sinh nhật cũng phải đi à? Đi bà mẹ chở ra cửa hàng bánh không mua gato cho con sinh nhật nhá. Ồ, cứ sợ. Cứ sợ là không ấy à? Sợ là không có người bê xuống à? Hả? Ở đấy đi mà lại có người ngay. Thiếu gì không? Bọn nó tốt. Nó thấy người già với thấy con gái là người ta giúp mày. Bao nhiêu bác? Nó như ở Việt Nam đâu. Nó như ở Việt Nam đâu. Đây là tàu đây, tàu của Đức đây. Nay trời đẹp nhỉ? Ừ, trời quá đẹp. Con nhắn nhủ với các con ở Úc châu không đây? À. Bao giờ ông lại đi Úc? Sang năm. Ăn Tết sang bên này. Ôi, bú to quá, bú to quá, bú to quá. Về ăn cơm luôn, cơm cá rán với tôm rang. Hôm qua tôi phải ngồi nhà Cương, sao lại nước vậy ạ? Ừ. Nên cho vào túi ni lông.